thời còn đi học, dù trải qua rất nhiều bài kiểm tra lớn nhỏ tuổi nhưng cảm xúc lo lắng, hoảng hốt vẫn luôn tồn tại trong mỗi học sinh. Nhất là với những cậu học trò riêng biệt hoặc lực học không mấy giỏi, chỉ cần nghe tới hai từ kiểm tra thôi đã xoắn quẩy hết cả lên rồi. Và lúc này sự hỗ trợ từ bạn bè có lẽ là phương án tối ưu nhất. Mới đây, trên hiện ra một hình ảnh đánh dấu cảnh năm sinh nọ cầu cứu giúp thảm thiết trong phòng thi lôi cuốn sự xem xét của đông đảo mọi người. Cụ thể, trong tờ phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm cậu học sinh này đã tô khá kín. Cứ tưởng đâu cậu chàng giỏi giang làm một lèo cái đã xong, nhưng chỉ xem xét một chút ai nấy đều nhận ra đây ý nghĩa ẩn giấu phía sau, cứu. Đúng là lầy lội hết chỗ nói. Hình ảnh sau khi được chia sẻ lên đã chiếm được sự tương tác khủng từ dân mạng. Hàng nghìn lượt like, share, bình luận vì sự bí quá liều của cậu học sinh. Rồi ngồi tẩy sắp mặt để quên lại nhưng lại hết giờ hi hi. Sao đợt úy không thử nhỉ? Câu 13 quên 2 ý một hàng ư, tí có xóa không? Câu 37 quên cả 4 đáp án thế kia sai thế nào được? Tô thế xong ngồi tẩy ốm. Nhìn tờ quên sao nhăn vậy? Toan rồi cậu vàng à. Cô nè trong phòng thi của tớ nè. Học đi để còn giết tới. Trước đó, dân mạng cũng từng xôn xao vì fan cầu cứu giúp bạn khi lên bảng kiểm tra bài cũ. Theo đó, nam sinh này đã nhanh trí bắt luôn chiếc điện thoại thông minh của mình lên cùng để gọi video cam cho bạn ngồi bàn đầu nhờ nhắc bài. Để qua mặt giáo viên, hai cậu bạn đã nham hiểm ngụy trang, kẹp laptop vào giữa cuốn vở. Dù biết có thể bị thầy cô bắt bất cứ khi nào, nhưng hội nhất quỷ nhị ma vẫn cứ bí quá liều, dùng mọi cách nhờ sự hỗ trợ của người thân trong giờ kiểm tra.